Dạ hình như mình có đặt Grab mà đúng không ạ? Đi dạ đây em cơm. Dạ đúng rồi, đi về Vincom Lý Tự Trọng, cộng Lý Tự Trọng hay là cộng bên kia ạ? Lý Tự Trọng. Trả tiền luôn nhé. Anh trả tiền đúng không? À, 18.000. Phải. Ok, cảm ơn anh. Anh mua mình 2.000 này các bạn. Chạy xe xịn thế. Dạ. Chạy xe xịn thế. Ờ, xe này xịn gì đâu ạ? Gắn trước đây luôn á hả? Dạ. Gắn đi quay vòng vòng chơi á. Anh gọi điện cho khách rồi đúng không? Ừ. Tắt đèn rồi anh. Ok. 5 phút nữa em tới. Cảm ơn anh. Hello, hello. Bây giờ mình có một cái đơn giao đồ đây, giao hàng siêu tốc thực phẩm. Một cái đơn hàng này á, là cái đơn khá là ít tiền. Nhưng mà thôi, tình hình bây giờ là khá là ế nên đơn nào có là bào hết. Có là mình sẽ lụm hết luôn mọi người. Chứ không bao giờ mình chê. Giờ mình sẽ tới chỗ một khách đó. Chết bà rồi, đi lộn rồi. Trời ơi, lâu lâu mình bị lộn đi chỉ mọi người. Bên đường này là Lương Hữu Khánh mà mình chạy qua giống như là đúng rồi. Lâu lâu á mình chạy xe nó sẽ khiến mình bị hơi bị lấp xíu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua phía bên đường Nam Quốc Cang. Đường này là đường Nam Quốc Cang nha mọi người. Tới ngay cái địa chỉ của khách sau lấy đồ mình sẽ đi giao. Ok. Tới nơi mình sẽ gọi điện cho khách. Số này số 18 nè. Dạ hình như mình có đặt Grab mà đúng không ạ? Dạ đây em cơm. Dạ đúng rồi, đi về Vincom Lý Tự Trọng, cộng Lý Tự Trọng hay là cộng bên kia ạ? Lý Tự Trọng. Trả tiền luôn nhé. Anh trả tiền đúng không? À, 18.000. Phải. Ok, cảm ơn anh. Anh mua mình 2.000 này các bạn. Chạy xe xịn thế. Dạ. Chạy xe xịn thế. Ờ, xe này xịn gì đâu ạ? Gắn trước đây luôn á hả? Dạ. Gắn đi quay vòng vòng chơi á. Anh gọi điện cho khách rồi đúng không? Ừ. Tắt đèn rồi anh. Ok. 5 phút nữa em tới. Cảm ơn anh. Ok, ảnh khá là vui tính luôn á mọi người. Quán cơm nhìn khá là ngon và sạch sẽ. Bữa nào mình sẽ ghé mình ăn cơm trưa xem bên trong đó bán những cái món nào và đồ ăn sẽ như thế nào thì mình sẽ quay video sau cho mọi người xem. Giờ thì mình sẽ đi giao hàng đây. Từ đây mình tới Lý Tự Trọng thì mất tầm chưa tới 5 phút đâu. Nếu mà được không kẹt xe và không có đèn đỏ, đèn xanh nha. Chứ nhiều bạn nói nghĩ sao đó, một cái đơn mà gần 2 cây số mà đi 5 phút là không hơi bị ẩu rồi đó. Chung là có khá nhiều đường để đi. Một là mình đi Nguyễn Trãi, đi hết đường lúc nãy đường Bùi Thị Xuân, đi ra cái mạng 8. Sau đó thì mình sẽ đi ra vòng xoay. Sau đó thì mình sẽ lấy trái vào đường Lý Tự Trọng. Nhưng mà thôi, mình đi qua phía bên đường đường này là đường trời ơi lâu lâu mình quên đường mất tiêu luôn. Đây là đường Tôn Thất Tùng. Tôn Thất Tùng là con đường khá là ngắn. Không có không có rồi, đường má đèn xanh đèn đỏ mà nó chạy kìa. Wow. Wow wow wow. Ôi đèn xanh đèn đỏ mà kéo như một vi hần luôn mọi người. Mới qua đèn xanh đó. Trời ơi. Gần Tết rồi mà mọi người chạy kiểu này là thô luôn á. Mình vừa bật xi nhan là mình tấp qua. Mình đi từ từ mình coi rồi. Mà ông kia ổng lao thật là nhanh. Lao như một cơn gió. Đây là đường Nguyễn Trãi nè. Giờ đi hẳn thôi. Đi hẳn hoài là tới đường Lý Tự Trọng thôi. Giao cho khách mấy hộp cơm. Khúc này là đường Nguyễn Văn Tráng à. Khúc này hay kẹt xe. Với lại xe hơi khá là nhiều.
Việt Nam mình giờ giàu lắm mọi người, xe hơi rất là đông luôn. Ai ai cũng có thể có khả năng mua được xe hơi đó mọi người. Nhưng mà một phần đó là đường xá ở Việt Nam mình đó chán lắm. Đường xá ở Việt Nam mình thì như mọi người đã thấy đi, chật, rất chật người đông. Hồi xưa cái những con đường nó làm chỉ có cho 5 triệu dân à, bây giờ thì mọi người biết đi, lên tới 10 triệu dân thì cái số lượng nó càng ngày càng tăng chứ nó đâu có giảm đâu. Mấy bạn sinh viên, mấy bạn ở dưới quê, mấy bạn lên sau đó mấy bạn học sau đó mấy bạn ở đây luôn, tại vì ở Sài Gòn mình đó là nơi dễ kiếm sống nhất chứ. Nếu mà học xong mà về quê thì đâu có gì đâu để họ phát huy cái tài năng, nói chung là cái kỹ năng nó không có như Sài Gòn. Sài Gòn là đa dạng, rất là phong phú luôn á. Giờ mình sẽ vào đường Lý Tự Trọng đây. Con đường Lý Tự Trọng nè là ngay từ ngã sáu Bù Đậu nè, đó đường luôn là đường Tôn Đức Thắng. Rồi khúc này là mình thấy là khá là nhiều nhịp, tại vì nó gần ngay Bến Thành á nên nó khá là đông. Lâu rồi thì Việt Nam mình hiện tại bây giờ là đã ổn mà, nên mình đã thấy là những chiếc xe xích lô nè. Đó, đây là những chiếc xe xích lô. Giờ du lịch phát triển thì những chú mà hồi xưa chạm xích lô sẽ có lại cái công việc và kinh tế sẽ ổn định hơn. Mà những người mà đạp xích lô á, mọi người biết không? Trời ơi, lâu lâu chở mấy ông Tây hả, nặng. Cái này khá là mệt luôn á, đạp. Các bạn biết rồi, sức nặng mà đạp xích lô và sức người đạp, ôi ta nói hả, khá là tốn sức. Rồi khúc này nè đa phần là hay bị kẹt xe lắm luôn á, mấy ông xe tải, mấy ông xe taxi nè, mấy ông cứ đậu mà ông đậu là ông đậu hết đường luôn. Đây là Lý Tự Trọng với lại Hồ Quốc Phân. Các bạn mà đéo phải là các bạn sẽ ra khúc Bến Thành, mình sẽ quay cho các bạn xem đó, phía bên đó là phía bên Bến Thành đó. Khu ở đây đa phần không á, nhưng mà người biết không, khu này á mình thấy á là bằng đây á mắc lắm, đắt lắm, giá cực kỳ cao. Mà khi mà thuê một cái căn mà mình buôn bán ở đây là 40-50 triệu, tiền thuê nhà là chuyện bình thường vì nằm ở ngay cái vị trí gọi là vị trí đất vàng. Đất Lý Tự Trọng ngay khúc này gọi là đất vàng nè, tại vì cái khúc ở ngay dưới mình mới vừa đi qua là nó gọi là khúc mà gần ngay chợ Bến Thành luôn á, trứng cút bắp hạ nho nhìn ngon ghê á, mấy cái ngò mà nhỏ nhìn ngon, với lại nhìn mấy chiếc cút mà chín cút bắp hạ thì nó hơi bị nhìn nó hơi hài một xíu. Cơn sắp tới rồi mọi người, Lý Tự Trọng ngay cái bên cơm Lý Tự Trọng là cái tòa nhà phía trước mặt mọi người luôn, một tòa nhà thì ai cũng đều biết. Trung tâm thương mại mà, trung tâm thương mại Vincom. Rồi đèn xanh đèn đỏ ngay khúc này khá là đông. Đây là đường Master. Cái chú này chú lúc nào mình đi mình cũng thấy. Thì các bạn biết rồi, khi mà một con người mà đi xin tiền á là bao nhiêu cái tự trọng, bao nhiêu cái lòng. Giờ mình gọi điện cho khách cái. Dạ alo chị, em là ráp giao đồ ăn á, bây giờ em đang đứng ở ngay cổng Lý Tự Trọng luôn rồi đó ạ.
ở chỗ cột cờ, đúng rồi ạ, ngay chỗ cột cờ luôn á chị. Rồi cảm ơn. Rồi có gì hỏi cái xíu em hỏi ba số cuối đúng em mới giao nha. Dạ rồi em cảm ơn. Ok các bạn, mình đã gọi điện xong. Tại vì giao hàng mà giao giùm á, người khác nhận giùm á, thì mình sẽ phải hỏi cái số điện thoại của người ta. Nếu mà đúng á thì mình mới cho nhận nha. Tại vì á, hiện tại bây giờ á, mà giao đồ mà lộn á thì á, mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Tại vì đó là lỗi của mình sai mà. Nên á, mình sẽ hỏi điện thoại, hỏi số điện thoại của người ta có đúng hay không. Với lại á, nếu mà đúng á, thì mình sẽ giao. Rồi mà không đúng thì mình sẽ không giao đâu. Rất là nhiều người nha, khá là đông. Đây, phía từ trọng đây sẽ tấp vô và đứng ngay cục cờ, sau đó thì mình sẽ chờ khách. Ok, đây là cục cờ nè, vị trí để xác định dễ nhất. Có cái bát gắn dù luôn à chị? Mua à, Shopee á. À, có cái bát đúng không? Ừ. À, cái này là giống như mình chế lại chứ hả? Không, của nó vậy luôn á. À. Cái này nó có con ốc bên đây cho mình gắn nè. À đúng rồi, thì có con ốc đó hả? À, cái bát gắn cái dù. Cái bát cái dù như thế này là như bữa là tiền xe luôn là 60 ngàn. Ồ, cũng khá mắc nha, nhưng siêu siêu mà nó. À, tính luôn cái dù. À, cái dù cái này là hai mấy ngàn. Ờ, dạ. 20 ngàn. Rồi cái này là bao nhiêu quên rồi. Còn tiền xe nữa. À tiền xe. À dạ. Sáng giờ chị ổn hả? Hả? Hồi xưa chạy cuối tháng 12 chạy quá trời luôn á giờ. Trời ơi công nhận không, đó hả? Ngày nào mà đủ 251 á. Ngày một ngày chạy được nhiêu ạ? Tùy, không biết được. Không biết được đúng không? Nói chung thôi ngày có 300-400 mà về là thấy ổn rồi đúng không ạ? Giờ kinh tế khó khăn quá ai cũng đâm ra đi giờ ra chị ráp hết. Công nhân người ta giờ thất nghiệp quá. Dạ đúng rồi. Thì đúng rồi, giờ người ta không có làm người ta ra chạy. Năm nay là Tết đói không? Ok các bạn, giờ mình đang đợi cách xuống nè. Cúp này Vincom thì đa phần là mọi người thấy không ráo quá trời luôn. Tại là tại xe mới không á mọi người, nên việc cái mà cạnh tranh nhau là khá là gắt. Dạ, giờ hay quá trời không ráo 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 tài xế không mà. Đa phần là khách đó thì xuống khá là lâu, tại vì đợi hai máy mọi người nên xuống khá là lâu luôn á. Chờ đợi là hạnh phúc mọi người ơi. Rồi mọi người thấy không, hiện tại bây giờ là tài xế khá là nhiều luôn á, rất là đông. Khu này là khu Vincom, hai ngày nữa mà hai mày tới Vincom là sẽ khá là đông luôn á. Đó mọi người thấy không, một cái đơn hàng mà mình chạy thì không lâu đâu, nhưng mà một phần á là mình đợi khách là khá là lâu, tại vì á đợi khách lâu lắm luôn á, tại vì ngay cái chốt Vincom này là một trong những khu trung tâm, nên á cái việc mà lượng á, nhân viên á một lần mà họ xuống giờ này á là nó gọi lương là nó bị kẹt hay mấy á. Thank you.
đa phần là nhân viên văn phòng không á, tại vì cái cộng Lý Tự Trọng á là đa phần là nhân viên văn phòng, còn cộng bên Lê Hánh Tôn á là phía bên trung tâm thương mại á. Giờ mình vẫn chưa xác định được. Rồi là chị xuống hay là anh kia xuống hả? À giờ tại vì nãy giờ em đứng đợi hoài mà không thấy ai á. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ dạ. Rồi các bạn, không? Chờ đợi anh phút nha. Giờ đơn hàng có 11.636 đời đứng đợi quá trời luôn. Dạ không ạ. Ý là cái hàng đó hồi xưa nó bán tí nó bán. Đúng rồi ạ. Cho em hỏi ba số cuối số mấy ạ? Số 1.